Không dạy lợn biết hát. Rồi cái đầu tiên, cái bí quyết đầu tiên để mà các bạn trở thành một cái lãnh đạo nhóm tốt, đấy chính là chọn đúng người. Mình mà chọn sai người thì các bạn có kỹ năng lãnh đạo bằng giờ thì cũng hỏng hết thôi. Đầu tiên là phải chọn đúng người. Thì đội nhóm của mình ấy, nó sẽ có những cái mục tiêu, nó sẽ có những cái giá trị cốt lõi, nó sẽ có hoài bão, sẽ có sứ mệnh. Thì tóm lại là anh chị em mình phải chọn những cái người phù hợp để vào đội nhóm của mình. Còn những người không cùng giá trị, không cùng hoài bão, không cùng sứ mệnh, không cùng tư duy thì mời họ đi, mời họ ra khỏi đội nhóm. Có những người chúng ta sẽ thấy rằng họ rất giỏi đấy, nhưng mà họ không phù hợp thì thôi, tốt nhất là cũng mời họ đi, không giữ họ làm gì cả. Trong một đàn ngựa mà con ngựa đấy rất khỏe nhưng mà nó cứ chạy ngang, nó cũng phá các con ngựa khác, thì người loại bỏ nó ra khỏi đàn ngựa, phải loại bỏ ra nó khỏi khỏi cái cộng đồng đấy, không nó sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, những con khác. Trong đội ngũ cũng thế, có một ông mà rất giỏi đấy, nhưng mà tư duy không cùng, không cùng chí hướng, không cùng hoài bão sứ mệnh, suốt ngày có chọc ngang phá ngang làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người thì tốt nhất là cho họ nghỉ đi. Thế cái việc chọn đúng người rất quan trọng nha. Thì trong cuốn Từ Tốt Đến Vĩ Đại nó có nói một cái tư duy, đấy là mời những người phù hợp lên xe và mời người không phù hợp xuống xe. Rồi thì một vài tư duy để anh chị em mình chọn đúng người này. Thứ nhất, đấy là không dạy lợn biết hát. Không dạy lợn biết hát nha. Cái này cực kỳ quan trọng. Cái này là phải trả giá rất nhiều mới hiểu ra cái điều này. Ngày xưa thì Đức cứ nghĩ là mình có quy trình rồi, quy trình của mình rất là ngon rồi, thì mình sẽ dạy những cái nhân viên mà từ trang giấy trắng không biết gì trở thành những người nhân viên xuất sắc. Nhưng mà thực ra không phải anh chị em ạ. Có những cái đứa nha, cứ mình đào tạo xong thì nó rất là nhiệt huyết. Nó bảo sếp yên tâm đi, em sẽ bán hàng tốt, em sẽ làm tốt. Nhưng mà chỉ 2-3 ngày sau nó lại đâu cứ đấy. Thế mình hay trêu cái bọn đấy là bọn củi tươi. Bọn đấy là bọn không đốt được, cứ đốt lửa, cứ tạo nhiệt cho nó, đốt lửa cho nó vài hôm, nó chỉ cháy được vài hôm thôi, xong sau nó lại tắt rồi. Thì sẽ có những cái nhóm người như thế, dạy cực kỳ khó luôn, tạo động lực cũng cực kỳ khó luôn. Đấy thì cái không phải ai cũng 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 sẽ trở thành thiên tài, không phải ai cũng giỏi. Đấy, cho nên là đừng cố dạy lợn biết hát là như thế. Chúng ta dạy một cái người mà có năng lực từ 8 điểm lên 10 điểm sẽ dễ hơn rất nhiều là so với việc là dạy một người có năng lực từ 3 điểm lên 8 điểm. Khó vô cùng luôn anh chị. Nên là chọn những người mà người ta có tố chất sẵn ấy để chúng ta đào tạo thì họ sẽ đi nhanh hơn. Rồi cái thứ hai, đấy là xét về ba gốc rễ. Lựa chọn người là chúng ta xét trên ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Xem là có đủ ba cái đấy không. Cứ chọn đúng người, đạo đức, trí tuệ, nghị lực vào thì cái đội ngũ của chúng ta sau này nó vận hành nó sẽ trơn tru. Việc chúng ta tuyển một nhầm một người vào vào đội nhóm ấy các bạn, nó sẽ tốn cực kỳ nhiều chi phí. Ví dụ như Đức tính là đã từng ngồi tính là như này nhé. Nếu như mình tuyển một bạn nhân viên vào, mình trả cho bạn ấy tầm khoảng 10 triệu một tháng. Sau đấy nếu như bạn làm 2 tháng mà bạn không thấy không phù hợp với công việc thì cái chi phí mình mất đi không chỉ là 20 triệu. Mình còn mất đi chi phí cho cái việc là bạn làm hỏng khách hàng của mình, mất đi chi phí cho cái việc là người khác phải vào đào tạo một cái nhân sự ấy sau đấy không dùng được nữa, mất thời gian đào tạo, mất công đào tạo. Nó mất rất nhiều thứ thì tính ra nó mất tầm khoảng 50 triệu cho một bạn mà lương 10 triệu một tháng, tức là nó sẽ mất khoảng 5 lần. Tuyển nhầm một nhân sự thì thiệt hại gấp khoảng 5 lần. Đấy, cho nên là anh chị em mà chọn người ngay từ đầu và chọn cho nó chuẩn, cho nó đúng thì đỡ lãng phí nhiều chi phí, thời gian, tiền bạc, công sức. Rồi cái thứ ba, chọn người dựa trên các nền tảng. Nền tảng về gia đình, nền tảng về học vấn, nền tảng về môi trường. Cái này rất là quan trọng. Nếu như một nhân sự mà người ta xuất thân từ trong một cái gia đình mà có giáo dục, mà bố mẹ mà cũng là người có tri thức ấy, thì thường những cái bạn đấy được dạy dỗ tốt hơn. Cái này không phải 100% nhá, không quy chụp nha anh chị em nhá. Nhưng mà trong cái quá trình Đức làm nhân sự thì Đức thấy một điều rằng là các bạn mà được trưởng thành trong cái gia đình mà có cái nền tảng tốt thì thường khi các bạn đi làm ấy, các bạn ấy cũng dễ dạy, có cái nền tảng kiến thức, có cái nền tảng về đạo đức, về tính cách, về hành vi nó tốt hơn rất là nhiều. Còn những cái người mà nền tảng gia đình không tốt thì dạy lâu lắm, dạy lâu, hoặc là nhất là những cái gia đình mà ví dụ như là bố mẹ họ mà vi phạm tiêu chuẩn đạo đức ấy, thì con cái có thể học từ cái môi trường đấy, sau họ cũng vi phạm những cái tiêu chuẩn đấy, nó rất là ảnh hưởng. Thì cái này đã chia sẻ với các bạn ở trong Master Life, cái vấn đề về khuôn mẫu sống ấy, thì gia đình là ảnh hưởng, sẽ hình thành những khuôn mẫu cho nhân sự.
Rồi cái nền tảng học vấn cũng rất là quan trọng nha. Nền tảng học vấn. Thì ví dụ như bên bất động sản ấy, thì Đức tuyển cả những bạn mà có bằng cấp và không có bằng cấp. Đấy, nhưng mà sau một hồi xét lại thì rõ ràng là những cái đứa bây giờ nó đang là giám đốc kinh doanh, đang là trưởng phòng kinh doanh hoặc đang làm super sale, thì thường là đội đấy là có học vấn tốt hơn. Nó học đại học, nó được đào tạo, nó cũng trải qua cái quá trình học tập, huấn luyện tốt, thế nên là nó có kết quả tốt. Rồi cái chọn người tiếp theo đấy là chọn người sau 6, theo 6T. 6T là gì? 6T là tâm, tầm, tài, tình, tiền, tuổi. Thì tức là xét cái nhân sự đấy xem là bạn này có phải là người có tâm không? Có tâm ở đây nó cũng giống như cái chữ đạo đức ở trong cái ba gốc rễ. Phải chọn cái đứa mà nó có tâm tốt, nó thiện lương. Thì dùng nó yên tâm, dùng người yên tâm, đi cùng những người đấy cũng yên tâm. Thứ hai nó có tầm. Có tầm ở đây tức là có suy nghĩ lớn đấy. Nó phải dám làm lớn, chứ không bảo là thôi cuộc đời em chỉ cần lương 8 triệu thôi là hỏng rồi. Là những đấy, những cái đứa mà nó bảo là ôi thôi em chỉ cần lương 7 triệu, 8 triệu thì thường nó sẽ cống hiến cho công ty dưới cái mức 8 triệu. Đúng không anh chị em? Anh chị em có làm nhân sự không? Đứa nào nó bảo phải bảo là em mục tiêu là phải 50 triệu, 100 triệu cơ, thì cái tư duy của nó, cái tầm của nó, cái độ trưởng thành của nó sau này nó sẽ hướng đến 50 triệu, 100 triệu. Rồi chữ thứ ba là chữ tài. Tài tức là ở đây nó có một cái khả năng đặc biệt gì đấy hơn người. Tâm, tầm, tài, tình. Tình ở đây các bạn hiểu là tình cảm, nhưng nó cũng có thể hiểu là tình nghĩa. Ý muốn nói tức là có thể là cái nhân sự đấy, cái người đấy, người ta có cái mối quan hệ huyết thống với mình, anh em họ hàng, cô dì chú bác kiểu đấy, tình cảm hoặc là tình nghĩa, có tình, có cảm tình. Rồi chữ T tiếp theo là tiền, tức là cái nhân sự đấy thì họ có thể mang lại tiền cho mình không, hoặc là hay là tuyển nhân sự đấy vào chỉ để mình nuôi nó thôi, nhìn thấy tiềm năng của nhân sự đấy có thể kiếm tiền cùng mình không, đồng đội đấy có thể giúp mình kiếm tiền không, hay đồng đội đấy là chỉ là tầm gửi của mình thôi. Rồi cái tiếp theo là tuổi. Tuổi thì trước ấy Đức không tin lắm, nhưng mà về sau làm việc với nhân sự nhiều thì cũng thấy có cái phần nào đấy thì tuổi nó cũng quan trọng. Cái gì là tam hợp, cái gì ấy là tứ hành xung gì đấy thì các bạn tìm hiểu thêm. Hoặc là ví dụ cái đội ngũ của bạn, cái công việc của bạn cần những người trẻ thì đừng tuyển những cái người lớn lớn tuổi vào, nó sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ. Đấy, xét về tuổi thì chọn người theo 6T. Rồi tiếp theo là chọn người theo kỹ năng. Tức là mình đang cần kỹ năng gì. Bây giờ mình đang cần, ví dụ như là bây giờ bạn rất giỏi bán hàng, nhưng mình thiếu cái là mình không giỏi về marketing chẳng hạn, thì tìm người marketing để hợp tác. Bạn rất giỏi về bán hàng nhưng mà bạn yếu về việc là quản lý tài chính hay là kiểm soát thu chi, thì đấy hợp tác với người mà có cái tính, có cái khả năng quản lý tài chính tốt. Đấy, hoặc là bây giờ bạn cần người giỏi về giao tiếp, cần người giỏi về đàm phán, cần người giỏi về lãnh đạo thì tuyển những người lãnh đạo đấy về. Cần người giỏi về ngoại ngữ thì tuyển người giỏi về ngoại ngữ về. Nói chung thiếu cái gì, các bạn thấy mình đang thiếu kỹ năng gì thì đặt mục tiêu để đi tìm những người có kỹ năng đấy này để hợp tác. Rồi tiếp theo là xét đến những cái chỉ số IQ, EQ, AQ. EQ là chỉ số thông minh, EQ là chỉ số cảm xúc. EQ là thông minh logic, còn EQ là thông minh cảm xúc. Còn AQ là chỉ số gì các bạn? AQ là chỉ số vượt khó, hay nói cách khác là nghị lực ấy. Rồi tuyển người tiếp theo là tuyển theo DISC. Ví dụ đội nhóm thiếu D tuyển D vào, thiếu Y tuyển Y vào. Công việc đấy mà cần cái sự tỉ mỉ chi tiết thì tuyển ông C vào. Mà cần một cái nhân vật mà có khả năng gắn kết thì tuyển S vào. Rồi cái tiêu chí tiếp theo tuyển người đấy là chúng ta xét theo thời gian sử dụng. Vì nhân sự đấy mình sẽ sử dụng ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, hay chỉ là thời vụ thôi. Thì đương nhiên là tuyển dụng ngắn hạn thì mình cần những nhân sự khác, thời vụ cần cái khác, trung hạn thì cần những người khác, mà dài hạn thì cần những người khác. Ví dụ mình cần tuyển nhân sự ngắn hạn để họ làm được việc thì đương nhiên là cái ông đấy là tuyển vào phát phải làm được luôn rồi. Còn ví dụ mình xác định là tuyển một nhân sự để mình dùng dài hạn thì có thể chấp nhận bây giờ nó chưa biết gì. Đấy, nhưng mà mình thấy cái tố chất của nó thì có thể đào tạo lâu dài. Để dùng cho dài hạn. Đấy thì có một số cái tập đoàn bây giờ người ta đã quan tâm rất nhiều đến cái việc là sử dụng nhân sự.
ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thì người ta có đầu tư cho đi học nước ngoài, về xong bắt cam kết làm 5 năm, 10 năm, kiểu như thế. Rồi tiếp theo là quan tâm đến cái việc lựa chọn là nhân sự miễn phí, nhân sự ít phí hay nhân sự phải trả nhiều chi phí. Bây giờ mình nghĩ xem mà có cách nào để mình tuyển nhân sự miễn phí vào làm không? Nghĩ nghĩ được là sẽ tìm được, đúng các bạn? Ví dụ bây giờ bạn làm studio chẳng hạn, bây giờ các bạn muốn có nhân sự miễn phí vào thì bạn đăng cái tin lên là bây giờ tôi tuyển dụng vào đây tôi dạy cho, thì cái đám mà đến học ấy thì nó làm miễn phí cho mình ấy, thì mình dạy nó miễn phí, ít phí, nhiều phí. Có những việc mình xác định là phải nhân sự mà phải trả nhiều tiền mới làm được. Ví dụ như là bây giờ các bạn cần vẽ logo chẳng hạn, thì có những cái logo thì đương nhiên là chúng ta vẽ miễn phí được, nhưng cũng có những logo là phải trả cho cái đội nhiều tiền mới vẽ được ra cái logo, logo đẹp. Concept sản phẩm, làm bao bì các thứ ấy, đôi khi là phải trả rất nhiều phí cho cái đội thiết kế nó mới ra được những cái mẫu đẹp. Rồi tiếp theo là xét đến việc là mình sẽ trả lương cứng hay là mình sẽ khoán doanh số, hay là mình sẽ cho họ làm việc bán thời gian. Đấy, thì cũng cũng có cách để tuyển người. Trả lương cứng hay làm khoán hay làm bán thời gian. Rồi yếu tố tiếp theo đấy là xét về tố chức, tố chất hay là năng lực bẩm sinh. Họ có cái tố chất gì không? Họ có năng lực bẩm sinh gì không? Rồi tiếp theo nữa là xét về mặt thái độ. Cái thái độ của nó đến làm việc, đến phỏng vấn ấy, liệu với cái thái độ đấy thì sau này nó phục vụ khách hàng ấy, khách hàng có yêu quý nó không? Mình thấy yêu quý có nghĩa là sau này khách hàng sẽ yêu quý. Còn giả sử mà mình gặp thấy nó mà mình thấy không hài lòng ấy, thấy thái độ lấc cá lấc cấc rồi, thì khả năng khách hàng của mình sau này cũng thế. Hôm vừa rồi Đức cũng phỏng vấn vài bạn để tuyển làm trợ lý ấy, thì có những đứa nó cũng nhanh nhẹn ạ. Nó cũng nhanh nhẹn, ngoại hình nó cũng tốt. Nhưng mà mình nghĩ là với cái thái độ này mà vào phục vụ anh chị em member chắc chắn là ăn quả review không tốt rồi. Kiểu gì anh chị em ý kiến thôi nên không tuyển. Thì mình biết cái màu sắc nào là sẽ hợp với khách hàng của mình, với đội của mình. Rồi tiếp theo là xét về yếu tố tiềm năng. Liệu cái nhân sự này còn cái tiềm năng gì không? Có tiềm năng gì mà nó chưa được khai phá, chưa được khai thác? Hoặc có thể có cái tiềm năng mà nếu như mình đào tạo thì trong tương lai nó sẽ làm tốt. Rồi một cái yếu tố nữa cực kỳ quan trọng đấy là xét về nhân tướng học. Nếu anh chị em làm nhân sự muốn làm đội nhóm tốt, làm lãnh đạo tốt thì chắc chắn là phải giỏi về nhân tướng đấy. Không phải cứ người tướng xấu thì người ta không tốt nha các bạn. Bởi vì anh chị em mình hiểu nhân tướng ấy nó cũng giống như cái cây ấy. Có thể các bạn tưới nước vào 3 tháng sau nó mới thay đổi, thì con người cũng thế. Có thể cái tướng người ta xấu, người ta đi học 3 năm sau người ta mới thay đổi. Đấy, nhưng mà mình cần phải nhìn được nhân tướng đầy đủ, hiểu hiểu một cách cơ bản thì chúng ta sẽ nắm được là có những người mà chúng ta chắc chắn là không nên dùng. Cái nhân tướng đấy, cái thần thái đấy, cái lời ăn tiếng nói đấy, cái bối cảnh, cái môi trường đấy thì chắc chắn con người đấy sau này không thể dùng được. Thì anh chị em đi học thêm về nhân tướng. Rồi thì đấy là về chọn đúng người nhá. Chọn đúng người là các bạn đã thành công một nửa rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.